để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Rồi, ok, chúng ta sẽ thử trải nghiệm thiên nhiễm dân lông kích coi nó như thế nào nha anh em. Nó có khác không nha anh em? Mạnh kinh nhỉ. Cái dân lông kích này nó đánh chỉ dây là chết người đó luôn anh em. Kinh thiệt. Chiêu chữ E mình nó đang hơi bị cùi. Kinh thiệt á. Trời ơi, một chọt chết ngắt đúng không? Phải nồi chưa? Thì những kích nó đam to kinh luôn anh em. Ngon ghê. Bắt lẻ đam đúng to luôn á. Gami mở trưởng, nó bút Gami kìa, nó bút Gami khủng bố luôn á. Nửa cây Gami. Nói bị khẩn khẩn lại bị khẩn khẩn lại phát hiện mình khó combo chiêu quá thiệt luôn á, khó combo chiêu quá. Rồi thì những kích nó mạnh quá anh em ơi. Mười mạng rồi nè. Để đi bắt lẻ đúng sướng luôn á thiệt. Ôi chết cả bạn vài cái chết ngắt các bạn.
Ôi ôi, nó gặp anh nó chích đó kìa, kinh khủng anh em ơi, kinh khủng quá. Trời trời trời, ờ bị đứng rồi. Ờ bị lỗi rồi, má ơi, rồi không chơi chiêu được luôn nè. Ôi tào lao thiệt chứ, cái thằng game này. Nó không bị hiệu ứng mà không chơi chiêu được luôn. Đúng lỗi luôn á cái game này. Thề mất chuỗi tôi của người ta, mất cái liên chạm luôn rồi, chán dễ sợ đó. Bó tay thiệt luôn. Con long kích anh em ngon kinh luôn á, chán giả man luôn á. Trời ơi, kích ra kích nam kìa. Trời ơi, không khôi có chuỗi là ngon rồi, thiệt luôn á anh em. Thiên nhẫn vân long kích tính xương xương vải cái nồi. Ôi ôi, một chỉ của nó là giết hai thằng. Thú vãi, ngon kinh luôn á anh em. Ngon ngon khiếp luôn. Quá khủng luôn. Xong cái clip này Thiên Nhẫn kích lên, lên ngôi. Đảm bảo với anh em luôn. Tôi dí này dí chết ngựa luôn mà. Rồi đi quốc vô quái luôn, thôi thua rồi. Ưu tiên người chơi quốc vô quái hay thua rồi. Không có đẹp rồi bạn ơi. Ôi quốc vô quái là thấy không có đẹp rồi. Đánh vô cái thằng đánh đánh gần không đánh, đi đánh thằng đánh xa hơn cũng sợ thiệt. Nghe mày, thấy nghe mày phải chạy nè. Một thằng, một chọc. Ôi chết chết tôi 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 chết tôi. Can't get it right. Hoping you see me for more than just now.
thiệt luôn á anh em, chết sướng vãi nồi luôn. Đúng không? Đúng không? Ôi, 20 vạn, trời ơi, sướng vãi cái nồi. Thiệt luôn á, anh em sẽ thấy bắt đầu là anh em sẽ rất là thích môn phái Thiên Nhẫn Kích trong sau khi mà xem xong cái video này, tụt cá luôn. Vãi cái chữ. Kéo này chắc tôi phải làm lại một cái clip quá, nó mạnh khiếp luôn anh em, trời ơi là trời, nó mạnh vãi cái nồi luôn. Cho Gami nó chặt hai cái, Gami lên đường cái bàn kìa. Cái bàn. Ôi 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 chạy 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 chạy. Ôi hai cái lên đường rồi, vãi cái nồi. Ôi ôi năm, trời ơi chạy chạy, chạy gì mà khủng với bà nội. Ôi. Khủng quá anh em ơi, thiệt luôn á. Mày đứng đâu mày bung không mày? Thôi chạy, mày chạy mày đọc. Ôi kinh thiệt anh em. Thiệt luôn á, giờ nó là một cái gì đó mà cực kỳ khủng khiếp luôn. Không dính, không dính, không dính, không dính đây. Chết nàng cái bàn này. Ôi ôi ôi, chua. Bị choáng rồi. Né quá nhiều anh em ơi, né quá nhiều tụi nó chơi không lại mình luôn rồi. Trời, mình cố gắng lắm để mình giết thêm thằng mà không được. Đâu đó mình hết cái đó là mình chạy được, nhưng mà mình cố để mình giết luôn cái thằng đó mà chưa hồi kịp kêu. Khiếp thiệt. Rồi xong. Thằng tư. Ngon ghê luôn anh em. 43 mạng. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái Dân Long Kích, Thiên Nhẫn Dân Long Kích như thế nào nha anh em. Thì cái trận đầu tiên anh em cũng có thể nhìn thấy nó cực kỳ đã đúng không? Trận này không biết như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem, chờ đấu xem cái kiểu con là điều nha. Một chích lên đường, một em. Không chưa? Trời ơi, tôi né tránh hơi bị cao đấy bạn ơi. Bạn đừng có đùa. Đây anh nằm độc đúng không? Nằm độc, nằm độc. Chích vô, nằm độc lên đường. Trời ơi. Thuận thuận thuận. Con sau này. À gà hai, ba cái thương sẽ chích cho hai lần. Ôi chị chích vô cái hàng quần què này kia. Nãy giờ đang bị mất đi những cái mà mạng nha, mất mạng khá là uổng phí đó. Mày được mong cuối cùng, nhưng mà mình không ăn được mạng anh em, tiếc quá. Được mong ở đây. Đồng môn cuối cùng dạo này đang khá là mạnh. Mày lên đường, Thiên Nhẫn nè, đất bản nè. Né tránh khá nhiều nha anh em. Bà báo đi. Nó chạy nó mới ghê chứ trời. Chích con thiên kìa má ơi. Thiên lên đường nè.
Thiên nhẫn lên đường à, đến cả bàn. Mày trả đâu em? Mày trả đâu con sâu? Kinh chưa? Trời ơi, một chọt thằng đường môn vãi nồi, chữ khác tất cả, nó chọt kinh khủng. Cái chiêu mà mình búp lên á, nói chung là chắc mình phải thay lại cái thằng bàn phím này quá, nó bị miss rồi anh em. Ồ, huyết đam ngon quá vậy. Ồ, huyết đam ngon quá trời nè anh em. Ồ. Ôi, nó chỉ vô vậy là thua rồi. Người ta chạy lên trên mà chỉ xuống dưới là thôi thua rồi. Học rồi. Học rồi. Người ta đang ở trên mà mày chỉ xuống dưới là thấy vô lý hư cấu rồi đó. Ôi chạy. Qua bảng xếp hạng đây. Một người giết 11 bạn. Ok. Mình vẫn có thể lên top 1. Ôi, chích ở đâu vậy bà nội? Cái thằng này nó khá là khó điều khiển anh em. Đánh cận chiến khá là khó điều khiển, mình nói thiệt luôn á. Cực kỳ khó điều khiển luôn. Máu. Mười tám mạng, cùng luôn lôi đế kết quá. Mới giết 12 mạng, còn vài mạng nữa. Ông này ông mạnh lắm nè. Mình đánh mid hoài luôn nè. Mạnh kinh luôn á. Ông này ông mạnh lắm rồi. Đánh không lại ông rồi. Né tránh cũng khá là nhiều quá anh em, thiệt luôn. Một chưởng. Nó bị kẹt hoài, khó chịu quá. Nó mạnh lắm.
Mình bắt buộc mình phải phải búp chiêu 2 lên mình mới có đam. Phải chích đối phương mới có đam thật. Thật sự như vậy luôn á anh em. Bắt buộc phải chích chiêu 2 mới có đam được. Tống nhiều quá. Ok, ba mấy mạng này. Không, không giết được ai luôn. Cố lên, cố lên. Mình đang khá là ổn áp á. Dạ quá. Mình phải kiếm góc mình chơi thôi anh em. Kiếm góc chơi thôi. Cái này là định hướng theo đường thẳng rồi. Phải định hướng theo đường thẳng rồi. Mình phải định hướng theo đường thẳng. Mình không có đứng kế bên đối phương được. Mình có thể chơi từ xa được. Vẫn chưa thấy được mặt mũi đối phương như thế nào luôn. Vẫn chưa dám vô. Này tránh khá là nhiều. Đi đường khác. Vô thấy chỗ này nguyên đám quái, tôi thấy là hơi bị mệt nữa thiệt á. Chơi vô quái không phải nồi thiệt. Chơi vô quái không phải nồi. 36 gớt luôn rồi kìa. Chặn cổng luôn mới kinh đó chứ. Chặn cổng rồi, chặn cổng cái này mình chưa vô không nổi. Phải luồn lách rồi cái kiểu khó chịu. Đâm ra sau lưng thì giống như con đường môn. Nhưng mà cái chiêu dương long kích này nó không có xa. Giờ phải chơi mạnh lên. Đánh long kỳ không biết kịp nữa. Né tránh của con này nó cũng không có được cái gì, chính xác con này không có được nhiều anh em. Thằng tư giết người sướng quá ha. Thiệt luôn. Tư rồi. 37 các bạn. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.